Gõm đô đi mố rồi hầu. Qua Hà Lan đá bóng đó mà. Rắc về rồi Mỹ. Mày lụng đít quần rồi chị về thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Trôn Game. Vâng, và hôm nay tôi xin gửi đến cho quý vị và các bạn một số thông tin về Đoàn Văn Hậu. Vâng, cái lý do để mà Đoàn Văn Hậu có mặt ở trong tựa game The Dream League Soccer 2021 là một cái vấn đề mà chúng ta có thể nói là rất nhiều người quan tâm vào cái lúc này. Nhưng chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết một chút xíu, tại sao Đoàn Văn Hậu lại có mặt ở trong tựa game DLS? Vâng, vì Đoàn Văn Hậu đã hay? Hay là vì cậu ấy là một trong những thành viên của Heerenveen, một câu lạc bộ bóng đá của Hà Lan? Và tại sao chúng ta lại khó mua Đoàn Văn Hậu trong tựa game DLS đến như vậy? Vâng, tất cả sẽ có ngay sau đây thôi. Nhưng trước tiên vào đi tìm hiểu thì xin mời quý vị và các bạn bấm ủng hộ Trôn Game một nút like cũng như đăng ký kênh để chúng ta có được những cái thông báo video chia sẻ về tựa game DLS ở trên kênh Trôn Game. Vâng, và chắc chắn tất cả chúng ta đều biết khi tựa game DLS 21 ra mắt thì cùng với cái thời điểm đó là cái lúc Đoàn Văn Hậu đang giúp bố cày ruộng ở quê nhà. Vâng, vâng, đó chỉ là câu nói đùa. Còn sự thật thì lúc đó Đoàn Văn Hậu đã trở về câu lạc bộ cũ Hà Nội FC. Vậy thì tại sao Đoàn Văn Hậu lại được DLS tung ra trong cái thời điểm này và với một cái trang phục của Heerenveen? Vâng, chắc chắn có rất là nhiều người cũng, thậm chí là cả tôi trong đó nữa, và cũng nghĩ rằng là khi mà tựa game DLS ra mắt thì họ đã chuẩn bị rất lâu trước khi đó, và cái lúc mà họ chuẩn bị thì Đoàn Văn Hậu vẫn đang còn thi đấu cho Heerenveen. Vâng, tôi vẫn nghĩ như vậy và các bạn cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta cũng biết thì sau cái bản cập nhật chính của DLS 21 thì sau đó họ đã có cập nhật lại rất nhiều lần. Sau những cái bản cập nhật thì có những cái tên mới cũng đã được ký hợp đồng với DLS, và trong đó cũng có được những cái tên đã bị xóa sổ trong tựa game DLS của chúng ta. Vậy thì tại sao Đoàn Văn Hậu vẫn còn? Chúng ta hãy quay lại một chút xíu vào những cái thời điểm trước đây khi mà DLS chưa tung Đoàn Văn Hậu. Vâng, cái lúc mà DLS chưa tung Đoàn Văn Hậu thì chắc chắn một điều rằng tất cả anh em chúng ta đều có được những cái ạc có thể nói là ngon lành cành đào. Cầu thủ full, sân full và vàng và kim cương cứ gọi là để không biết để làm gì. Vâng, lúc đấy đúng là cái cầu tiền nhiều không biết để làm gì. Vâng, và đó là một cái điều mà DLS đã băn khoăn, tôi nghĩ là như vậy. Có một điều dễ nhận ra ở đây, đó là thị trường Việt Nam là một thị trường béo bở của DLS, bởi vì các thánh của DLS ở khu vực Việt Nam là rất đông. Và cả các bạn Indonesia nữa, chỉ tiếc là ở Indonesia chưa có một cầu thủ nào đi ngoài ra nước, đi nước ngoài. Vâng, một cái thị trường béo bở, nhưng cái thu nhập của DLS lúc này là không cao. Vâng, tại sao lại như vậy? Vâng, tôi xin nói với quý vị và các bạn như thế này. Như chúng ta cũng đã biết thì thường trong những cái trận thi đấu bóng đá trực tiếp ở trên TV chúng ta vẫn thường xem, thì sau hiệp 1, vâng, chuẩn bị bắt đầu hiệp 2 thì chúng ta có những cái phút quảng cáo. Vâng, những cái quảng cáo ở giữa trận như vậy cũng là những cái giây phút thư giãn của chúng ta sau hiệp 1. Vâng, tôi sẽ lấy một vài ví dụ điển hình sau đây. Ba con sâu có gầy, mềm mại, êm ái, cảm giác DTV được là 100% từ silicon. Con tép xì kình, hai cánh siêu mỏng, hút chất lỏng. Và những cái quảng cáo đó là những cái nguồn thu nhập lớn của nhà đài. Và tất nhiên rồi, trong game DLS cũng vậy. Thường chúng ta thấy khi mà chúng ta đá với máy ở giữa hiệp, ở giữa trận thi đấu thì luôn luôn có những cái quảng cáo kèm theo. Và DLS có được những khoản thu nhập từ cái việc chúng ta xem quảng cáo. Nhưng chúng ta cũng biết trong cái thời gian trước đây, khi mà Đoàn Văn Hậu chưa được đầu quân cho DLS thì đội hình của anh em chúng ta chẳng cần phải mua sắm thêm cái gì nữa, khi mà các cầu thủ đều là mát sao, sân thì đã full hết, và thậm chí cả những cái vị trí dự bị cũng gần như là kín chỗ, không còn một cái tên nào mà chúng ta cần phải mua sắm nữa. Và đó là điều DLS băn khoăn. Bởi vì khi mà chúng ta không cần đến vàng và kim cương thì chẳng dại gì chúng ta lại đi đá những cái trận đá tẻ nhạt đối với máy. Chúng ta sẽ tìm đến đá online
và tìm đến những cái đối thủ mà ngang tầm với chúng ta thì trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Và khi mà chúng ta không đá với máy thì cái quảng cáo ở giữa trận là không có. Và đó là điều mà DLS đã nghĩ đến. Và tất nhiên rồi, tuyệt chiêu Đoàn Văn Hậu được tung vào sân. Và khi mà DLS đã có được chữ ký của Đoàn Văn Hậu thì đó là cái lúc mà anh em chúng ta phải trút hầu ào để có được cái sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu. Vâng, một mũi tên của DLS cực kỳ chính xác. Tiền vàng, kim cương, tất cả đều ra đi. Vâng, nhưng chữ ký của Đoàn Văn Hậu để được vào đội hình không phải là ai cũng có. Một con số rất nhỏ trong số chúng ta có được chữ ký của Đoàn Văn Hậu. Và cứ thế thôi, chúng ta khi mà đã tiêu hết cái khoản tích góp bấy lâu nay thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay cái việc là đấu với máy để cài vàng. Bởi vì khi chúng ta đấu với máy ở những trận trên sân nhà thì cái số lượng vàng chúng ta có được khi xem quảng cáo là khá cao. Chính vì thế cho nên chúng ta có được vàng để săn lùng Đoàn Văn Hậu. Và DLS có được một khoản tiền kha khá từ cái việc chúng ta xem quảng cáo. Vâng, anh em chúng ta cài tiền bằng cái cách đá với máy xem quảng cáo. Xem đến cái mức độ mà đến bây giờ thậm chí quảng cáo nó còn không xuất hiện nữa. Nó sợ luôn. Nhưng hậu vệ cánh với cái chỉ số 62 Đoàn Văn Hậu, nó chỉ rớt lác đác vài anh em. Nó chẳng khác gì là những con người mà có được Đoàn Văn Hậu là trúng số đặc biệt cả. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu xuất hiện ở trên thị trường ở các nước bạn thì thật sự là nó dễ như ăn ớt. Vâng, tôi có một người bạn ở Thái Lan. Anh nhai nút chai ngon đã phết. Vâng, tôi và anh ấy đã có cuộc trò chuyện về tựa game DLS cũng như là cái việc mà Đoàn Văn Hậu có xuất hiện nhiều ở bên Thái Lan hay không. Và khi tôi hỏi đến cái việc mua Đoàn Văn Hậu ở trong DLS thì anh nhai nút chai đã trả lời: "Ôi trời ơi, Văn Hậu ở bên Lý là quá múa rồi, về như ăn kèo nè, ạc tháng mông cỏ hết nè. Văn Văn Hậu nhiều lúc thì chó làm thủ môn luôn." Vâng, đó là chuyện của bên Thái Lan. Còn Việt Nam chúng ta, khi mà anh em Thánh DLS của chúng ta vẫn đã còn săn lùng Đoàn Văn Hậu thì tôi nghĩ chắc chắn một điều rằng Đoàn Văn Hậu sẽ vẫn còn. Anh em hãy cứ yên tâm và săn, chắc chắn là vẫn còn rất dài. Vâng, đó là những cái vấn đề chính mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Còn video sau, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách mà để chúng ta có được chữ ký của Đoàn Văn Hậu nó dễ hơn. Quan trọng hơn nữa, đó là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta vẫn còn xem được quảng cáo khi chúng ta đá với máy và sẽ có được những quảng cáo chất lượng để chúng ta cài vàng săn lùng Đoàn Văn Hậu. Còn bây giờ là lúc chúng ta chào tạm biệt và sẽ còn gặp lại nhau ở trên kênh Trôn Game. Đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta sẽ còn gặp lại. Vâng, một hậu vệ biên xuất sắc như Đoàn Văn Hậu, đó là niềm tự hào của chúng ta, những con người yêu mến bóng đá cũng như là những fan ruột của Đoàn Văn Hậu. Và không có lý nào chúng ta lại không đưa cậu ấy về đội hình chính của chúng ta.